Chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, hôm nay thì mình sẽ ở nhà và quyết tâm đó là mình sẽ thử xem cái nhân phẩm của mình nó như thế nào cho mọi người. Thì bởi vì đó là cái dịp update mới nó đã ra một cái hộp mới, đó là hộp hoa hồng. Cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ test coi nhân phẩm của mình đối với cái hộp hoa hồng là như thế nào. Chắc là mọi người nếu mà chơi với mình lâu thì cũng biết đó là cái nhân phẩm đập hộp của mình nó rất là kiểu su cà na luôn đó mọi người ơi. Giống như là cái hộp thỏ ấy, mình đập chắc phải là 4-50 hộp rồi mà nó không chịu ra cái đầu thỏ ngu á mọi người. Nó ra cái đầu thỏ dễ thương nhưng mà cái thứ mà mình thích là cái đầu thỏ ngu thì nó lại không ra. Giống như là mấy cái hộp nó có thù với mình hay sao á, mà những cái thứ mà mình không thích thì nó ra, nhưng mà những cái thứ mà mình thích ấy, như cái đơn giản nhất đó là cái hộp mà tráng miệng mọi người, cái tóc mà Galaxy màu xanh ấy, hai chùm á, mình thấy bạn bè mình ai cũng đập ra mà mình đập tới 20 mấy hộp mà nó vẫn không ra mọi người. Thì hôm nay không biết là cái hộp hoa hồng này á đối với nhân phẩm của mình như thế nào đây, mọi người hãy dự đoán nha. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng vào cái cửa hàng mà đập hộp hoa hồng cùng với mình. Thì bây giờ đang là Black Friday á mọi người, cho nên là mấy cái hộp với lại mấy cái gói đang được giảm giá. Nhưng mà khổ một cái đó là tất cả thì đều được giảm giá, mà cái hộp hoa hồng á nhầm khi nó mới ra á mọi người, cho nên là nhà phát hành cũng không chịu giảm giá cho mình mọi người. Cho nên là nếu mà mình đập 10 cái hộp á thì vẫn có giá là 225 kim cương. Và đây là các cái vật phẩm này mọi người, mình thích nhất đó là cái dép hoa hồng này, cái mũ với lại cả cái bộ quần áo á mọi người. Còn mấy cái đồ kia là toàn là đồ nội thất thôi. Thì đây là tất cả những cái đồ nội thất này xuất hiện trong cái gói này này. Mình có một cái ô hoa hồng này mọi người. Thì mấy cái này nó màu tím ấy nên mình nghĩ là nó sẽ khó ra lắm ấy. Mình có cái ô hoa đỏ này, thì cái ô này mình nghĩ là chắc là ở trong cái nội thất ấy mọi người. Còn cái ô ở trên á, cái ô hoa hồng này này, thì mới là cái ô để cầm đi chơi. Còn cái ô hoa đỏ này chỉ là cái ô bề trang trí nội thất thôi. Mình còn có hai cái đồ cuối nữa, đó chính là cái chậu tưới cây ấy mọi người. Cái này mua bằng tiền sao này, với cái chậu hoa này thì mua ở ngoài chỗ công viên ấy. Hai cái này thì quá là kiểu nó phổ biến rồi. Đây chính là xác suất của cái hộp hoa hồng này. Cái ô hoa hồng là hiếm nhất luôn mọi người ơi, cái ô hoa hồng nó chỉ là 1% thôi. Sau đó là đến cái mũ hoa hồng với lại trang phục chậu cây là 3%, cái dép là 5% nè mọi người. Cái ô hoa đỏ là cái ô mà hồi nãy mình nói ở trong đồ nội thất á thì nó là 6%. Còn mấy cái đồ mà nội thất kia ấy thì nó ra khá là nhiều ấy. Mình sợ là bây giờ mà mình đập một phát nó ra toàn đồ nội thất chắc là mình khóc ròng luôn mọi người. Nhưng mà trong cái đồ nội thất có một cái mình thích, đó là cái lồng hoa hồng á. Cái lồng hoa hồng này thì xác suất ra là 8% mọi người. Thì cái lồng hoa hồng ấy nó giống như là trong cái phim Beauty and the Beast đó mọi người có biết không? Người đẹp và quái thú á mọi người. Thì bởi vì mình cũng là một fan cuồng của Disney á, cho nên là mình rất là khoái cái lồng hoa hồng luôn. Bây giờ mình sẽ làm liền nha mọi người. Mình sẽ xài 225 kim cương để mua 10 cái hộp trái tim coi nó sẽ ra cái gì nha. Bây giờ mọi người sẽ cùng nhau bước vào cái quá trình tích nhân phẩm với mình. Và cái đầu tiên là cái gì đấy mọi người? Là một cái bờ rào hoa hồng mọi người ơi. Bờ rào vách ngăn hoa hồng thấy đẹp mà chạm vào coi chừng bị gì? Gai đâm. Cái gì vậy trời? Nữa hả? U lẹ trời, cái gì mà hai hộp mà đều ra cái vách ngăn dây hoa hồng đây trời, má ơi chắc tôi chết mọi người ơi. Vậy là giờ còn 8 hộp nữa rồi. Tiếp cái gì đây? Cái gì đây? Một cái thảm hoa hồng để chùi chân mọi người ạ. À, cái gì? Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu nồng cháy hả? Trời ơi, tôi đâu cần tình yêu nồng cháy đâu, tôi chỉ cần bộ đồ thôi. Làm ơn ra cái bộ đồ đi. Rồi tiếp. Ui giời ơi, lại rời ngon luôn mọi người ơi. Cái gì mẹ cái ô hoa hồng này, cái này nó chỉ có 1% nhưng mà nó ra mọi người. Dạ em men thật ý. Thế thì nhân phẩm này của mình cũng khá là ok chứ nhở. Mình đã được cái ô hoa hồng 1% rồi, bây giờ mình hy vọng nó ra bộ đồ mọi người ơi. Mình cần cái bộ đồ. Rồi cái bàn mọi người. Cái bàn để uống nước, nhuộm khăn chải bàn bằng thuốc nhuộm hoa hồng. Bộ có nó hỏi sao sang chảnh quá vậy. Cái gì mà cái bàn mà nhuộm khăn chải bàn bằng hoa hồng đây. Rồi có cái bàn thì không thể thiếu cái ghế mọi người. Nó cho mình nguyên bộ bàn ghế để ngồi kiểu thưởng thức tách trà hoa hồng hả. Sao mà nghe nó luxury quá mọi người. Rồi cái gì đây. Rồi lại thêm một cái dù nữa mọi người ơi. Nhưng mà cái này là cái ô hoa đỏ, là cái ô mà để che cho cái bàn cho nó đỡ mưa đỡ gió đó. Rồi cho mình nguyên bộ bàn ghế dù đó mọi người. Tiếp theo là cái gì nè. Rồi cái bình tưới cây bạc hà. Rồi cái chậu hoa hồng đỏ. Cái cuối cùng này. Cái cuối cùng này mọi người. Cái dép.
Ủa vậy đây là tất cả những cái đồ mình mới đọc để mọi người thấy sao? Mình bị trùng có đúng là một cái bờ rào thôi, còn đâu là nó cũng ra khá là ok, nó không bị trùng. Nhưng mà cái mà mình cần đấy đó là cái mũ hoa hồng với lại cả cái bộ đồ nó cũng có ra mọi người ơi. Rồi giờ sao? Mấy ông ơi, cái thứ mà tôi thích nhất đó là cái bộ đồ nó không ra mọi người ạ, nó ra cái này. Nhưng mà nếu mà so về nhân phẩm thì cũng kiểu ok đấy nhở. Chứ hôm qua sư phụ Black của mình á, sư phụ kiểu đập mà nó toàn ra cái bàn đấy mọi người ơi. Bàn bức bờ gum vậy, bức bờ gum nó cũng ra giống như mình á, nó cũng ra được cái dép với cái dù á, nhưng mà nó lại không ra bộ đồ mọi người. Bây giờ mình có nên tiếp tục cái nhân phẩm của mình với cái này không ta? Tại vì mình mê cái bộ đồ hoa hồng với cái mũ quá mọi người ơi, bây giờ sao đây? Nhưng mà bây giờ mình chỉ còn có 78 kim cương thôi, làm sao mà đủ? Mà mình nghĩ nếu như mà mình mà mở hộp mà dạng như là hộp lẻ thì nó sẽ kiểu su cà na lắm mọi người, nó ra toàn ba cái đồ tào lao thôi à. Bây giờ mình sẽ từ từ nha, mình sẽ xếp hết mấy cái đồ mà vừa nãy mình mới kiểu nhận được cho mọi người coi nha. Đầu tiên đó là mình có là cái dù hoa hồng này mọi người, nhìn cái dù này cũng khá là cute hột mé chứ nhờ. Nếu như mà ông nào mà kiểu trang trí nhà ấy mà có cái dù này này với lại cái bộ mà hồi trước mình có là bộ tiên rừng á, cái bộ nội thất tiên rừng mà để chung với cái này thì rất là đẹp luôn ý. Mình sẽ xếp cái ghế ở cái dù không, bây giờ mình sẽ cho nó vô cái góc này mọi người. Mình sẽ thử đi coi luôn cả cái kiểu là nội thất hoa hồng cho mọi người nhìn xem nó như thế nào nha. Bây giờ tôi sẽ xếp một cái bàn ở đây này, sau đó tôi sẽ đặt cái dù lên trên đấy như thế này cho nó kiểu phong cách nha mọi người. Sau đó là có cái ghế này, mình sẽ đặt luôn hai cái bờ rào ra nha. Và nhìn hai cái bờ rào cũng khá là đẹp mọi người. Hôm nay thì không biết là nhân phẩm của mình có được coi là ok không ta, khi mà mình kiểu không bị trùng lắm ấy. Chứ đợt trước các mọi người biết không, tôi đập cái bộ mà thỏ ấy mọi người, nó ra gì mà toàn là cái lồng nhốt ấy, cái lồng nhốt thỏ, cái lồng nhốt thú ấy mọi người, mãi nó ra bộ đồ thỏ toàn ra cái lồng thôi. Nhưng mà hôm nay mình bị trùng có hai cái thôi, thì nói chung nhân phẩm cũng được được mọi người ạ. Mình bỏ ra 225 kim cương để mình mua toàn là đồ kiểu nội thất trong nhà ấy. Tiếp mình sẽ xếp luôn cả cái thảm hoa hồng ra đây nha. Đây cái thảm này nó phải để dưới đất mọi người, chứ nếu mà để lên trên bàn là không có được. Thôi mình để tạm ở đây đi ha, cho mọi người nhìn ấy. Mình có cái bình tưới nước này, với lại có cái chậu cây. Cái chậu cây này thì có 900 đồng thôi, ra ngoài công viên là mua được rồi. Mà tự nhiên tôi bỏ ra kim cương để tôi nhận được nói mọi người, dã man rồi đấy. Bây giờ thì đây, đây là toàn bộ cái nội thất mà mình mới nhận được này mọi người. Đấy mọi người thấy chưa. Tiếp theo là đến cái chuyên mục fashion nha mọi người. Đây là cái dép hoa hồng, nhìn nó cũng khá là dễ thương. Chân tôi thơm y như là hoa hồng. Úi trời ơi, nghe câu này nghe nó mắc cười quá mọi người. Bây giờ mình chưa có bộ đồ để mình sẽ mặc cho nó một cái đầm đỏ nha, để cho nó hợp với cái bộ đồ hoa hồng á. Bởi vì cái đầm đỏ thì nó có cái dạng như là cái dây chuyền hình bông hoa hồng, nhìn nó khá là dễ thương á mọi người. Mình sẽ đội cho cổ ấy cái vương miệng nghe với cái cánh ong. Nhưng mà mình thấy nó cũng không dễ thương lắm mọi người. Mình sẽ đổi cái đầu á bằng cái đầu dâu tây luôn nha, để cho nó kiểu chuyển thành cô bé dâu tây dễ thương cute này mọi người đấy. Mình thấy là đổi cái đầu dâu thì nó sẽ dễ thương hơn ý. Nếu như mà đợt này mà mình được cái mũ hoa hồng với cái bộ đồ thì phải nói là tuyệt vời ấy, mọi người. Nhưng mà dễ gì mọi người, ông nào mà đập một lần đó mà ra được cái bộ đồ hoa hồng với cái mũ hoa hồng thì mình phải nói là cực kỳ nhân phẩm á. Còn mình thấy hôm nay của mình cũng hơi nhân phẩm mọi người. Bởi vì dù sao mình cũng không có bị trùng đồ nhiều ấy. Chứ như cái đợt trước mình đập đồ thỏ mọi người, trùng cái gì mà trùng toàn lòng thỏ luôn ấy. Lòng mà giữ thú là tôi nản ghê luôn á. Cho nên hôm nay mình thấy mình đập cái đồ hoa hồng như thế này cũng khá là ok rồi. Không biết có bạn nào mà đập hộp hoa hồng mà nhân phẩm hơn mình không, để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Còn cái bàn mà tích nhân phẩm hôm nay của mình thì cũng đã thành công rồi mọi người ơi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái bàn tích nhân phẩm tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ tìm một cái hộp nào đấy để mình tích nhân phẩm tiếp cho mọi người coi là mình có được nhân phẩm như là cái hộp hoa hồng này không nha mọi người. Bây giờ thì bye bye.